Visiting ailing Alex sees a Vietnamese composer, Thanh Binh. Composer Thanh Binh started out as a writer. He later became a well-known composer with such songs as Unfulfilled Love and Letter to the Village. One of his most popular songs, titled The Roads of Ao Lạc or Vietnam, has been sung by Supreme Master Ching Hai during international gatherings with our association members. Nẻo đường Việt Nam, rút từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan. Ôi những nẻo đường Việt Nam. After the benefit concert organized by the Supreme Master Ching Hai International Association in 1996 at the Long Beach Terrace Theater, USA, composer Nhạc Nhiên accompanied our association members to visit and present New Year gifts to the artists in Ao Lạc, including composer Thanh Binh. Mr. Thanh Binh is now almost 80 years old and has a serious heart condition. Upon learning of this news, Supreme Master Ching Hai sent a representative to visit composer Thanh Binh, bringing some gifts along with her love and well wishes. Touched by Supreme Master Ching Hai's concern, composer Thanh Binh expressed as follows. Ngày 20 tháng 11 năm 2010, kính gửi nữ sĩ Thanh Hải Vô Thượng Sư, tôi thật tình có duyên được nữ sĩ chiếu cố đến. Một thanh niên đại diện của nữ sĩ đến nhà, cậu ấy lấy ra cuốn sách to đẹp tựa đề là Loài Hoang Dã Cao Quý. Tôi được xem hình ảnh của Thượng Sư Thanh Hải ngay trang đầu. Tôi đang chăm chú xem thì người thanh niên lấy một bao lì xì Tết to đẹp trao cho tôi và nói, nữ sĩ gửi biếu bác. Tôi cầm lấy mà tay run run và lòng phấn khởi không tả hết, mừng như người được cứu nạn đúng lúc kịp thời. Lúc này tôi mới hiểu về nữ sĩ Thanh Hải, người sống rất nhiều về nội tâm và rất thân thiết, từ bi với các sinh vật nuôi trong nhà, không bằng lời nói mà bằng sự im lặng đáng quý. Có được số tiền, tôi đã đưa con đi trả nợ hết các chỗ thuốc men và ăn uống, sinh hoạt cá nhân bữa giờ thiếu hụt, phải đi trả hết cho người ta. Trong lòng tôi ngập tràn sự cảm động về cô Thượng Sư Thanh Hải đã nhiệt tình xả thân cứu người, đúng là cô đã hết lòng giúp đỡ hai cha con tôi và nhất là tôi. Một lần nữa, tôi vô cùng cảm tạ và biết ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính chúc Thượng Sư dồi dào sức khỏe và tràn đầy nghị lực, giúp người đời hiểu đạo và học đạo ngày càng tốt hơn nữa. Nhạc sĩ Thanh Bình. Cô Thanh Hải ở tận xa xôi mà lại nghĩ được đến tôi. Gửi quà, tôi cảm động lắm. Tôi là nhạc sĩ Thanh Bình đây. Tôi hết sức cảm động vì tấm lòng quý mến của cô. Tôi vô cùng biết ơn cô Thanh Hải. Tôi xin chúc cô khỏe mạnh, bình an và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Tôi có nghe con gái duy nhất của tôi nói với rất nhiều về cô. Ước mong một ngày nào đó tôi với lại con gái tôi được gặp cô. Our sincere thankfulness, composer Thanh Binh, for your songs that have brought joy to the public for several decades. We respectfully wish that your health soon be regained. May divine blessings be showered upon you and your loved ones. Nẻo đường Việt Nam, rút từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan. Ôi những nẻo đường Việt Nam.